Ok các bạn nhé, chào các bạn đang theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Thì hôm nay mình lại bàn giao. Đấy. Hôm nay có một cô khách nhé, đấy, có một cô khách, có một dì khách ở Tân Hòa, ấy, Phú Bình, Thái Nguyên đã xuống tin tưởng bên Bạch Mã TV. Đấy, chọn một hai em, chọn hai em ngựa đực nhé, một em trắng bông và một em ngựa đực. Hàng này là hàng ta pha bình thường thôi nhé. Đấy, năm nay nuôi to hết cỡ nó rơi vào tầm độ 2 tạ. Đấy, hoặc là ngoài 28 một chút các bạn nhé. Đấy, thì cô đấy chọn ngày là ngày mùng 8 là bên mình chở cho. Đấy. Trong quá trình cô ấy chọn ngựa thì bên mình có nhắc đến cái chương trình đấy, tri ân khách hàng tặng 2 lạng cao đấy, khi mà ví dụ mà các bạn mà mua một con ngựa ấy, thì là cứ một đầu con ngựa là 1 lạng cao thì cô ấy mua 2 con thì bên mình tri ân khách hàng là tặng đấy, cho cô ấy 2 lạng cao ngựa bạch chuẩn 100% nguyên chất nhé, đấy, do bên mình nấu ra đấy, nấu thủ công luôn các bạn nhé. Đây, ngựa cô ấy chọn thì có những con này mình kia một con trắng bông kia nhá. Đấy, một con trắng bông kia. Đấy, và một con này, đấy con đang ghẹ con đực kia. Đấy, mình mùng 8 này mình sẽ giao cho cô đấy. Thì quá trình giao như nào thì các bạn tiếp tục theo dõi video nhé. Đấy, mình đã đóng cao sẵn, mình đã đóng cao sẵn để tặng quà tri ân cho cô đấy rồi. Đấy, xong nữa mình một lúc nữa mình sẽ trao quà cho cô đấy nhé. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi video của mình nhé. Được các bạn nhé, bây giờ là quá trình giao dịch các bạn nhé. Đấy, giao dịch đã thành công. Giao dịch thành công, bây giờ là bắt đầu đếm tiền các bạn nhé. Đấy. Đây là ông chủ Bạch Mã TV đếm tiền. Đây là bà khách đã mua 2 em ngựa nhé. Đấy. Và trong quá trình mua là bên mình cũng tri ân 2 lạng cao nhé. Mỗi con 1 lạng. Và dùng thử thích thì lại mua tiếp. Đây, khách rất tin tưởng bên mình, đến tận nơi. Giao dịch thành công. Mang vào lấy cho gì trên khách hàng. Hôm nào trả lên thì mỗi con bớt cho gì 300, 600 thì nó rơi vào 25 triệu 200 con. Mình bây giờ là trên khách hàng là mua 2 em ngựa nhá, để tặng 2 lạng cao. Đấy, đây. Cao là cao ngựa bạch chuẩn. Ok nhá. Các bạn bên cứ tin tưởng bên mình nhá. Mua ngựa là có được trên 2 lạng cao nhá. À, mỗi con ngựa là được 1 lạng cao. Đấy. Các bạn theo dõi quá trình lên ngựa và đưa ngựa như nào nhá. Thì ok các bạn nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 đây. Sáng ngày mùng 8 thì bên mình đang chuẩn bị xe nhá. Đấy và có nhàm đấy nhá. Đấy, bên mình có nhàm đây. Để bắt ngựa lên xe gửi cho cô ở trên gọi là bán kính là trong vòng 10 cây thôi nhá. Đấy, 10 cây thôi. Đấy, bắt cho cô đấy một con đực. Đấy, một con đực nhá. Một con đực trắng bông đây để về cô nuôi. Nuôi xong ví dụ lớn là cô lại liên hệ lại bên mình bắt lại cho cô đấy nhé, hoặc là cô đấy để lại cho bất kỳ ai nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ lên xe. Đấy, cô đấy đã xuống định chốt 2 con nhé. Đấy, cô và định chốt 2 con. Đấy, nhưng mà vốn cô ấy không đủ. Đấy, thì cô ấy bắt 1 con, còn một số tiền thì để cô ấy, mua thực phẩm, thức ăn để trang trải cái công việc, hoặc là mua thêm những cái cám này, hoặc là
cũng ngô cỏ để chăn em này nó lớn các bạn nhé. Đấy, cô chọn hai em này, kinh tế của cô ấy chưa đủ thì bên mình khuyên cô đấy là tạm thời bắt một con trước. Đấy, sau đó tiếp theo là bắt con thứ hai các bạn nhé. Còn bên ngựa cái bên mình còn rất nhiều nhé, bên kia ba em ngựa cái này. Đấy, bên này hai em ngựa được hàng Tafa Đá Lai nhé, bên kia là cũng hàng Tafa Đá Lai luôn. Thì bây giờ bên mình lên xe nhé, bắt nhàm đây, nhàm dù mềm luôn các bạn nhé. Thì ok, các bạn tiếp tục theo dõi quá trình bên mình lên ngựa, lên xe và giao ngựa cho cô đấy nhé. Ê, ok các bạn nhé, vừa rồi mình đã lên xe rồi. Đây ngựa đây nhá, hàng trắng bạch luôn. Đấy, quá đẹp luôn. Cô xuống chọn mẹ em ngựa, giá cả rất hợp lý nhá. Đấy, phần quà tri ân thì bên mình đã trao cho cô đấy rồi nhá. Đấy, các bạn nhìn ở đường đầu video đấy, mình đã trao cho cô đấy rồi. Đấy, đấy, phần quà là một lạng ngựa bạch các bạn nhá. Thì bây giờ bên mình sẽ chuyển giao cho cô đấy để chăn nuôi, khi nào lớn thì cô đấy để cho ai hoặc là gọi cho bên mình thu lại các bạn nhé. Đấy, ok, các bạn tiếp tục theo dõi hành trình mình nhé. Đây, ok các bạn nhé, xe bên mình đang xuất phát như mọi ngày nhé, từ trong trang trại đi ra nhé. Đấy, hôm nay là Xuân Trường Vlog cầm lái các bạn nhé. Đấy, cung đường nhà mình chuyên đi giao ngựa cho khách đây nhé. Đấy, các bạn tiếp tục theo dõi hành trình nhé. Ok. Vâng nhá, bây giờ em chúng tôi bắt đầu ra khỏi cổng nhá. Đấy, con cổng rất chi là đẹp này. Chưa? Có một khóm cây bốn quanh cổng luôn. Đấy, mát mẻ. Đấy. Đây là bãi cỏ tuyệt vời luôn, cỏ voi rất tốt nhá. Đấy, bây giờ em chúng tôi đi nhá các bạn, tiếp tục theo dõi nhá. Con đường rất chi là đẹp. Bắt về lại bầm. Đấy các bạn nhá. Đấy, ngựa thả lung tung rồi. Vâng bạn nhé, bây giờ em chúng tôi bắt đầu vào đến nhà khách nhé, đang trên đường vào cổng rồi. Đấy, đang tìm hiểu xem nhà chỗ nào. Vâng các bạn nhá, đường vào đường đất rồi nhá, nhiều rất nhiều cỏ luôn. Anh em chúng tôi đang đi phải rình rập để xem sợ sụt bánh. Đây cỏ nhiều quá trơn đấy, nó mà săn lầy là hơi bị trơn đấy, bị mát mẻ chưa. Ui, cỏ nhiều này nuôi ngựa quá tuyệt vời luôn. Ui, giờ mát mẻ chưa. Ui, đường trong cái đường rất chi là rừng rú các bạn nhé, che bóng mát đấy. Các bạn yên tâm là bên mình sẽ phục vụ từ A đến Z, kể cả những cung đường khó khăn nhất bên mình cũng đáp ứng được nha. À, cô như này cô thấy nhiều cỏ quá, cô tiếc và bắt đến một vài con ngựa về chăn, nhưng mà kinh phí nó hơi hạn hẹp, bắt một tặng một con đã, nếu về mà ăn no mà nó ngựa lớn lại bắt thêm bắt tiếp một vài con nữa. Đấy, cỏ này, cỏ xá này. Đấy, có xe bạch mã TV thì mới nhắm đi vào những cung đường như này các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn cứ yên tâm bắt ngựa bên mình, đấy, phục vụ giao tận nơi, đấy, giao tận nhà và giao tận phòng luôn nhé. Đây cỏ đây, cô đã trồng rất nhiều cỏ rồi. Đấy, đường này đi thoải mái mà anh Thành sợ đi được. Đi vào đâu giờ? Đi vào đây à? Mình đi dò đường trước các bạn nhé, thử xem ô tô đi vào được không nhé. Tại vì là sợ vào nó không ra được nên mình cứ phải dò trước. Đây các bạn nhé, xe nó vào ấy. Đấy, đây cô chủ, đây cô chủ đang chăn bò. Tôi quấn chân rồi,
con bò rất tiền đẹp đây nhá. Thôi cái đồ đấy. Đang lùi xe nhá. Có ao, có ao rất chiều sâu. Ao này cá rất chiều to, còn một con vịt à. Đấy, con vịt đấy. Mấy em chó nhấm nhách quá cơ. Đây các bạn ạ, ngựa rất là đẹp nhá. Vâng. Cứ để buộc lại ở nhà nó buộc chắc vào gì. Đây, có thêm kèm thêm cái máy băm cỏ các bạn nhá. Đấy. Đuổi xuống. Không bằng gì cứ bình tĩnh. Đấy. Đấy, ngựa quá đẹp luôn. Có ạ. Thế gì buộc chạc dài, lấy chạc dài buộc ấy đó. Vâng. Chó. Hả? Đấy, ngựa nó về nhá. Chúc gia chủ ngựa hen trong lớn. Đấy, cuối năm lại được mớ. Ở đây, ok các bạn nhá. Thì làm một con máy siêu tốc khổng lồ nhá. Đấy, dì đã lấy một cái máy về băm cỏ ngựa nhá. Đấy. Con ngựa này mới về, nó hơi chưa quen chủ nên hơi nhát tí. Máy băm cỏ. Băm cỏ phải chuối nữa. Đây các bạn nhá, trên này cứng mát mẻ luôn. Đấy, cứng mát luôn. Đây, xem mình kia nhá. Đấy, thấy chưa? Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh các bạn nhé. Đấy, đây. Mình sẽ đi review các bạn những quang cảnh nhà rất là đẹp. Trên này cực mát luôn, cỏ nhiều. Bên kia rừng keo các bạn nhé, rừng keo với mạch đàn. Đấy, thấy chưa? Đây, nhà gì đây? Để bắt một em ngựa. Đẹp chưa? Đẹp luôn nhé. Đực, đực các bạn ạ. Rất chìa đẹp. Cỏ tốt, tha hồ ăn. Ôi giời. Cỏ nhiều nay mà nuôi một con hơi bị lãng phí cỏ. Quấn chân à? Đây các bạn nhé. Đấy. Ngựa này là đấy, thấy chưa? Cỏ rất nhiều. Cho mỗi đầu con, con kiến con nữa.
Lấy dây chuối buộc. Đấy. Thịt đấy được mấy trăm nghìn. Kia là dây chuối kìa. Thôi nhá. Và mang ngựa cho gì trên Tân Hòa gì à, cho con vịt rất chi là mọi người có này các bạn ơi, có rất chi tốt nhá, thấy chưa? Có này. Con này ngựa ăn hơi tốt đấy. Ngon. Đấy. Anh Thanh là thịt vịt nhá, à, thịt lợn nhá. À. Anh ơi về rau sang bảo lại nhá. Đấy, anh em nhà chúng tôi về, anh em chúng tôi về nhá các bạn nhá. Đấy. Không xả đâu. Giờ nó mới nó hơi cộng quạc chút. À, nếu thế nếu bị cho mình thì thế để... cả. Đuổi lên đằng trên là được. Các bạn nhé. Ok các bạn nhé, bên mình vừa đi giao ngựa về xong. Đấy, thì đã bàn bạc cho, đã bàn giao cho cô đấy nhé. Đấy, bọn bên mình còn rất nhiều ngựa đây, từ hàng Ta Pha cho đến hàng Ta Pha Đà Lai đều có hết hàng, được hàng cái có hết các bạn nhé, hàng thương phẩm có hết, hàng giống có hết. Đấy, thì trong quá trình đi giao ngựa thì cô ấy quý, đấy, quý bên mình cho tặng cho một con vịt nhé, đấy, về thịt uống rượu. Đây còn hai em được hàng Ta Pha Đà Lai nữa nhé, còn hàng cái đây, hàng cái thương phẩm và hàng cái sinh sản đều có hết nhé. Anh chị em ấy, à, các bác nào muốn thịt cái hàng ngựa cái thương phẩm này thì cứ liên hệ bên Bạch Mã TV nhé. Cái thương phẩm này, cái giống có hết nhé các bạn nhé. Thì video mình đến là kết thúc nhé. Thì các bạn yêu quý kênh bên mình ý, thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Thì các bạn bấm vào cái nút đăng ký màu đỏ ấy, thì các bạn bấm chuông lên nhé. Khi mỗi khi bên mình về ngựa ấy, thì sẽ thông báo trực tiếp về điện thoại thông minh của các bạn luôn nhé, để các bạn đỡ phải tìm hoặc chờ đợi các bạn nhé. Còn bên mình có những cái sản phẩm như là cao ngựa bạch này, cao ngựa thường này, phổi ngựa bạch, ngựa mật ong này, và phổi tươi này, phổi ngựa bạch tươi có hết, và thịt trâu gốc bếp, thịt ngựa gốc bếp, và những cái sản phẩm phụ kiện để phục vụ trang trại, tưới rau vườn cây ăn quả, tắm ngựa và rửa chuồng ngựa đều có hết nhé. Các bạn bấm vào phần đường link bên dưới bên phần mô tả nhé, là nó sẽ hiện hết lên các cái sản phẩm mà các bạn cần nhé. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nhé. Ok, xin chào các bạn.